Chiều ngày 18 tháng 10, tại nhà văn hóa thôn Năm Giai, xã Tràng Lương, cuộc thi hành án dân sự tỉnh đã trao tặng hai con bò giống cho hai hộ gia đình thuộc diện hộ cận nghèo ở xã Tràng Lương để hỗ trợ các gia đình phát triển kinh tế, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tới dự buổi trao hỗ trợ có đồng chí Đinh Khắc Khang, cục trưởng cuộc thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Đán, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí lãnh đạo của chi cuộc thi hành án dân sự thị xã, các đồng chí lãnh đạo xã Tràng Lương. Theo đó, hai hộ gia đình ở xã Tràng Lương nhận bò đợt này gồm gia đình chị Trần Thị Tâm ở thôn Linh Tràng và gia đình chị Hoàng Thị Bảy ở thôn Nam Giai. Tổng trị giá số tiền hai con bò cho tặng là 46 triệu đồng, trong đó cuộc thi hành án dân sự tỉnh hỗ trợ số tiền là 30 triệu đồng, địa phương hỗ trợ số tiền là 6 triệu đồng và còn lại số tiền 10 triệu đồng là do hai hộ gia đình đối ứng việc cuộc thi hành án dân sự tỉnh trao tặng hai con bò giống cho hai gia đình hộ cận nghèo ở xã tràng lương có ý nghĩa vô cùng quan trọng sẽ là nguồn động viên khích lệ và tiếp sức tinh thần rất cao để hộ gia đình chị trần thị tâm và hộ gia đình chị hoàng thị bảy có nghị lực vươn lên và từng bước ổn định trong cuộc sống sau khi được quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo cuộc thi hành án dân sự tỉnh lãnh đạo thị xã đương triều và lãnh đạo địa phương các gia đình được nhận bò đều bày tỏ sự cảm ơn và hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt phấn đấu vươn lên thoát khỏi hộ cận nghèo